thời gian gần đây, liên tục nhiều vụ sử dụng ma túy tập thể bị phát hiện. Đáng nói là hầu hết các đối tượng đều còn rất trẻ. Như chương trình đã kịp đưa tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành Hóa đã bất ngờ ập vào một căn hộ trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, Thành Hóa, bắt quả tăng 22 đối tượng, trong đó có 14 nam, 8 nữ, đều đang sinh sống ở Hà Nội, đang sử dụng ma túy trái phép và quay cuồng trong tiếng nhạc. Sau đây là các tin tiết mới từ điều tra vụ việc. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 3 đĩa sứ còn dính ma túy, một gói ma túy kentamin chưa sử dụng, 3 thẻ nhựa, 3 ống hút, một bộ dạng âm thanh và nhiều tăng vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an, bước đầu lực lượng công an đã đấu tranh làm rõ những đối tượng đứng ra mua ma túy và tổ chức cho các đối tượng sử dụng gồm Nguyễn Đăng Linh sinh năm 1987, Nguyễn Tiến Sĩ sinh năm 1993 đều ở Đông Anh, Hà Nội và An Vũ Trường Linh sinh năm 1987 ở tỉnh Yên Bái. Trong đó, Nguyễn Đăng Linh là người trực tiếp mua ma túy với tổng số tiền gần 20 triệu đồng, rồi từ Hà Nội hẹn với các bạn bè vào Sầm Sơn, Thanh Hóa, vừa đi du lịch và tổ chức sinh nhật mình tại một căn hộ đặt thuê trước đó. Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an Thanh Hóa điều tra mở rộng.